bị chế tên trên mạng xã hội, Lệ Quyên vào tận nơi giải quyết. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một bài đăng phân tích và so sánh những ca sĩ từng thể hiện ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Trong đó, Lệ Quyên là nữ ca sĩ hiếm hoi xuất hiện bên cạnh những giọng ca nam như Anh Tú, Hoài Lâm, Quốc Thiên. Tuy nhiên, nếu như bài đăng này viết đúng tên của những ca sĩ nam thì đối với Lệ Quyên lại viết thành Lệ Quyên. Đây là biệt danh mà nhiều trang mạng xã hội dùng để gọi Lệ Quyên sau những ồn ào của nữ ca sĩ trong thời gian qua. Và Lệ Quyên cũng đã đọc được bài so sánh này, tuy nhiên việc tên của cô bị viết sai đã khiến chính chủ không vừa ý. Nữ ca sĩ đã vào thẳng bài đăng này và để lại bình luận đề nghị viết đúng tên ca sĩ nha cưng. Lệ Quyên ok. Hành động của Lệ Quyên đã nhận được sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Vốn nổi tiếng là nữ ca sĩ thẳng tính và thường xuyên đăng story bóng gió như cơm bữa, thì hành động lần này của Lệ Quyên cũng không quá gây bất ngờ. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên khiến nhiều người hâm mộ thích thú khi hé lộ về kế hoạch đặc biệt của mình trong thời gian tới. Theo đó, nữ ca sĩ sẽ trở lại đường đua âm nhạc với những dự án mới nhân dịp sinh nhật của mình trong tháng 4. Tuy nhiên, lần này Lệ Quyên lại khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố sẽ ra mắt tận 2 MV hoàn toàn mới. Nữ ca sĩ cũng bật mí thêm, cả 2 MV này đều sẽ được thực hiện bên Mỹ. Chia sẻ của Lệ Quyên khiến người hâm mộ nôn nóng bởi đã rất lâu nữ ca sĩ không cho ra mắt các sản phẩm mới. Thay vào đó, Lệ Quyên tập trung chạy sâu từ trong cho đến ngoài nước để phục vụ khán giả yêu mến giọng hát của mình. Trước đó, Lệ Quyên nhiều lần úp mở sẽ mang đến những dự án âm nhạc độc đáo trong năm nay. Khán giả vốn đã quen với hình ảnh một nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên, liệu nữ ca sĩ sẽ làm gì để gây bất ngờ? Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.